Đối với cả cái phần ao thì khí của nó đang bị tản mát và từ bốn phương tám hướng khí nó đang đưa về xung về, cho nên ra cái việc mà trấn trạch cũng như là định long thì cũng là một cái biện pháp rất là quan trọng. Chào chị các bạn, tôi là Tam Nguyên. Đang trong cái mùa mà chúng ta đang xây dựng nhà cửa rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid đúng không ạ, mọi thứ đã trở lại rất là bình thường, bắt đầu xây dựng bắt đầu gia tăng đúng không ạ? Thì có rất là nhiều những câu hỏi của anh chị có gửi lên trên hệ thống tổng đài của Phong Thủy Tam Nguyên cũng như là các cái hệ thống truyền thông của Phong Thủy Tam Nguyên hỏi tôi về cái vấn đề về lấp ao hay là làm nhà trên một cái ao. Như vậy thì chúng ta cái hiểu cái bản chất của khu vực cái ao đã. Thì bản thân cái ao là gì, chúng ta hiểu trong bản chất này. Những cái nơi mà tập trung đúng không ạ? Những nơi tập trung trong dương cơ, những nơi tập trung thì nơi thủy nó tụ về. Những cái ao đấy nó do là kênh mương ao rạch, nhiều khi một số cái ao nó là ao tù, thì tù nhưng mà mạch nước ngầm hay là những cái mạch nước từ bốn phương tám hướng nó cũng sẽ chảy ở đấy, nó tích ở trong đó đúng không ạ? Nhiều khi một số cái ao thì chúng ta bơm nước vào hết nước, nó lại bơm nước vào thì vốn dưới đấy nó không 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 thể có nước được, nhưng mà đã có ao thì nó bị sâu, sâu thì nó sẽ có bùn đất, thì những cái bùn đất do là vi sinh vi khuẩn vi sinh trùng rồi do thực vật đúng không ạ, thì nó tạo ra một lớp mùn, gọi là lớp bùn đen. Thì cái lớp bùn đen này trong phong thủy nó gọi là một cái dạng gọi là hư thổ đúng không ạ? Hư thổ, cái phần đất này thì nó chỉ đem lại cái nó có mùi hôi thối, cho nên nó là âm khí, là ám khí. Cho nên khi mà anh chị mà làm một cái nhà của anh chị lên trên nền đất của cái ao hiện trạng hay là ao khơi, ao đào hay là một cái ao cũ hoặc trước đây là ao, thì cái việc đầu tiên của chúng ta làm, đương nhiên về phần xây dựng chúng ta phải ép cọc để mà chúng ta làm cho cái nhà chúng ta vững chãi thì đã đành rồi. Sau khi ép cọc xong ấy thì cái động tác rất là quan trọng ở đấy đó là chúng ta phải 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 tẩy uế và xông khí. Thì cái tẩy uế tức là gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái nước thơm khai vận hoặc là chúng ta sử dụng cái bột trầm đúng không ạ? Để mà chúng ta xông và chúng ta sẽ tẩy bỏ cái phần khí hư, hoặc là không thì vét hết cái bùn đất đấy đi được thì tốt, nhưng mà thực tế thì những cái ao mà đã lấp nó sâu 4 5 mét thì vét kiểu gì. Cho nên ra là chỉ có cách thức là chúng ta xông thôi. Sau khi mà xông xong thì những cái nhà trên đất ao này thì anh chị nên, tôi nói là nên, là chúng ta có thể sử dụng một cái lớp thạch anh mà chúng ta đập vụn ra, vì thạch anh nó tính của nó lọc khí để mà nó tăng cường thêm cái sinh khí hay cắt khí cho căn nhà. Và cái việc thứ ba nữa đó là khi mà hoàn long là chúng ta cố gắng là hoàn long từ khi mà trước khi mà chúng ta động thổ thì nó mới có tác dụng. Khi chúng ta hút hết nước đi đúng không ạ, hay chúng ta vét bùn lên, chúng ta thực hiện chúng ta hoàn long ngay, sau đó chúng ta ép cọc, chúng ta bồi đất mới vào. Ngoài hoàn long ra thì đối với cả cái phần ao thì khí của nó đang bị tản mát và từ bốn phương tám hướng khí nó đang đưa về xung về, cho nên ra cái việc mà trấn trạch cũng như là định long thì cũng là một cái biện pháp rất là quan trọng để giúp chúng ta định lại cái tọa hướng, thu được cái khí mạch của trạch đất cũng như là dẫn long khí vào trong trạch thông qua cái dẫn long phù, để mà chúng ta tiến hành cái việc mà hoàn long cũng như là bồi hoàn lại cái mạch đã bị đứt gãy hoặc là đã bị chuyển qua cái khí mạch của cái phần ao hồ. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ phải thực hiện việc xông khí tẩy uế bằng cái việc mà chúng ta đưa xuống đó bột trừ tà khai vận hay là cái bột trầm, hoặc là chúng ta sẽ đưa xuống dưới đó các cái nước thơm khai vận và sử dụng cái phương pháp hoàn long thông qua cái tam thần mà tôi đã hướng dẫn trong các video trước để mà chúng ta hoàn bổ lại cái phần long mạch đó. Thì quy trình của chúng ta như sau: nếu như mà đối với cả cái nhà mà trên nền ao đã được lấp kỹ rồi thì khi mà đào xuống thì chúng ta đào móng theo cách thông thường, nếu mà thấy đất đen thì tiếp tục đào tiếp, để mà đào hết đất đen thì thôi. Còn nếu như mà chúng ta đào xuống khoảng 1 mét hoặc 1,2 m làm móng mà chúng ta chưa thấy đất đen, nhưng mà các cụ hay là anh mọi người bảo là trước đây nó là cái ao thì chúng ta ép cọc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sau khi đào xuống ép cọc xong thì chúng ta sẽ xông khí giải thạch anh và chúng ta sẽ hoàn long. Còn nếu như trong trường hợp mà là cái ao mà chúng ta đang hiện hữu thì chúng ta sẽ cho hút hết nước đi, chúng ta vét hết bùn đi, sau đó chúng ta sẽ giải cái nước thơm khai vận và chúng ta sẽ đưa xuống đó cái bột hoàn long để chúng ta hoàn khí, hoàn cái long mạch đó, và chúng ta có thể vẫn sử dụng thêm cái đá thạch anh để kích dương khí. Sau đó thì đương nhiên là chúng ta phải ép cọc xong thì chúng ta mới làm cái việc đấy được. Thì bởi vì là ép cọc xong chúng ta sẽ đổ đất vào và tiến hành xây dựng nhà. Bản thân chúng ta hiểu cái sình lầy rồi cái xác động thực vật hay là những cái động thực vật tại đó thì nó đều là âm khí, nó đều là cái hư khí và đều là cái hư thổ, vì nó đều mang cái sát khí cả, nó đều mang cái âm khí cả.
Cho nên cái việc loại bỏ hay việc xông khí tẩy uế hay việc kích dương để hài hòa cái dương cơ, hài hòa cái âm dương trong phong thủy trong căn nhà của anh chị thì đấy cũng chỉ là cái cách để chúng ta gia tăng thêm được cái phúc khí, gia tăng thêm cái tài lộc và gia tăng được cái dương khí cho căn nhà của anh chị sau này cư trú ở trên cái sạch đất đó. Xin cảm ơn.